Hello và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Hải Vi Gaming đây. Hôm nay mình sẽ chơi trò rắn săn mồi nha các bạn. Đồng xu mình sẽ ăn đồng xu và đây là quả gì đây nhở? Quả cà chua, cà rốt. Ôi giời ơi, lao như bay luôn. Kìa có miếng mồi ngon. Ôi giời ơi, thằng kia nó ăn mất rồi. Đây là bánh mì nha. Cái gì nhỉ? Cheesy à? Mình sẽ ăn cheesy và đây là thuốc. Ui con heo. Ngô. Chết. Có rất là nhiều nấm và đồ ăn. Đây là quả lê, quả táo và bánh. Thèm thuốc, mình sẽ uống thuốc. Thuốc này là để hút đồ ăn vào nha các bạn. Bắp ngô. Quả gì đây mình không biết nữa. Quả này là quả gì mình không biết. Cái quả mà người ta cắt rồi đấy, 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 đấy. Mình không biết nó là quả gì. Thôi mình cứ ăn bừa đi. Lại có một chai thuốc. Uống thuốc để cho nó hút đồ ăn vào. Đây kiểu như là thuốc bổ ấy các bạn. Kiểu như là thuốc bổ khi mình uống vào xong nó thèm mà ăn đấy. Thế là nó cứ hút đồ ăn vào thôi. Cà rốt này. Ai chà, đây lại có miếng mồi ngon rồi. Quá là ngon. Chén sạch luôn. Kia lại có thuốc kìa. Đấy. Thuốc này mình không biết là thuốc gì luôn. Nhưng mà thôi mình cứ uống. Bánh mì, cà rốt. Đồ ăn thì cứ gọi là vô tận luôn các bạn ạ. Bí ngô cũng có này. Lại có thuốc, hai lọ thuốc luôn và đồng xu nha các bạn. Kia có cả thuốc kìa. Chắc có lẽ là sẽ đi uống thuốc. Đồng xu này. Ăn luôn đồng xu. Con heo nha các bạn. Có khá là nhiều con heo. Ai chà, lại có miếng mồi ngon rồi. Mình sẽ ăn sạch nha các bạn. Ai chà. Suýt nữa thì hẹo. Lần này mình sẽ quyết tâm trở thành một con rắn siêu to khổng lồ luôn nha các bạn. Bình tĩnh nào, bình tĩnh thôi. Ai trời ơi. Lại có miếng mồi ngon. Béo ú ú. Chít nữa thì hẹo. Mình tính quay cái con kia nhưng mà chắc là không được. Thôi mình quay đầu. Quay đầu là bờ. Thuốc hút. Thuốc hút năng lượng. Kia lại có một lọ thuốc, hai lọ thuốc luôn. Kia cũng có thuốc nữa kìa.
lại có miếng mồi béo rồi. Như thế này thì ai chờ suýt nữa thì hẹo. Cái bạn kia sao bạn ấy cứ chạy lùng tùng lum thế nhỉ? Thì chạy này lại có miếng mồi ăn bằng sạch, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ai xui ơi, bạn kia bạn chui vào, nhưng mà thôi bạn ấy lại ra rồi, mình không kịp quay bạn ấy rồi. Uống thuốc vào. Ai rồi có bạn bị. Sao mà mặt buồn vậy? À, có người đâm vào mình. Thôi thì mình cũng ăn hết sạch. Tham mà, bé mà còn. Tiếp tục cuộc hành trình. Ôi giời. Bé mà chạy khỏe gớm. Ôi giời. Đấy, thấy chưa? Đã yếu rồi đấy còn hay ra gió. Đú. Thế là đã ăn sạch. Rồi cứ chơi quả bài chậm nhưng mà chắc như mình. Quá là nguy hiểm. Ôi giời, mình sẽ quay cái bạn này nha. Đã có một con mồi bị mắc bẫy. Thôi, ngươi cứ ở trong đấy. Ta sẽ ăn thịt ngươi. Có nên sang bên này không ta? Ê, mình vẫn cứ sang ăn. Đây, đã trúng kế của mình. Cuối cùng mình cũng diệt được nó. Và mình sẽ ăn bằng sạch. Còn một miếng nữa, ăn nốt. Bây giờ thì mình đã sắp trở thành siêu to khổng lồ rồi nha các bạn. Có nên quay cái bạn này nữa không ta? Thôi bạn ấy chạy nhanh quá. Ui giời, không kịp rồi. Nhiều bạn quá nên là mình. Ôi giời ơi, trời ơi, bạn kia bạn ấy ăn mất rồi. Thôi. Thôi không nên tham. Ôi giời, tự nhiên đi đâm vào người ta vậy trời. Ui giời ơi, ở đây có một miếng mồi quá là béo luôn. Ta sẽ ăn hết sạch các ngươi. Không sót một miếng mồi nào. Ta đã trở thành siêu to đấy. Có người tự hiến dâng cho mình. Quá là vui.
giờ thì mình đã siêu dài siêu to rồi các bạn ạ. Đấy, thấy chưa? Lại có người hiến dâng đồ ăn cho mình. Ăn nhiều quá cũng chán. Ăn nhiều quá liệu có sợ bội thực không ta? Nhưng mà ăn cho nó sướng mồm đã nha. Bây giờ thì mình đã trở thành một con rắn siêu to khổng lồ rồi nha. Giờ còn vẫn rắn biết tí kia mà cũng đòi chạy nữa, đú nữa. Có muốn ta ăn nuốt sống ngươi không hả? Thôi, quay lại. Đi dạo chơi vậy. Bạn đã đánh bại một con sâu. Đâu, sâu đâu ta? Mình đánh bại con sâu lúc nào mình còn không biết nữa cơ. Bây giờ thì mình trở thành siêu to khổng lồ rồi. Đồ ăn kia à, thôi. Con kia tham quá chành. Biết thế quay con sâu ai chả. Đây có miếng mồi béo bở rồi. À sẽ ăn hết. Quá ngon. Ôi giời ơi, bây giờ thì mình đã trở thành con rắn siêu to khổng lồ rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi. Đi đâu nhỏ? Mình sẽ đi bao vây những con rắn bé hơn mình và mình sẽ thịt nó. Ôi giời, lại có một miếng mồi ngon. Ôi thôi xong. Thế